Với Love Songs thì là một tâm huyết của Hà cùng với ekip của mình. Hà đã phải cố gắng tham gia vào mọi khâu trong chương trình. Đầu tiên đó chính là phần âm nhạc của bài hát. Hà phải lựa chọn tất cả các bài hát, bởi vì đó chính là câu chuyện của mình và sâu chuỗi tất cả các bài lại với nhau. Nhiều người nói là học và hát càng ngày càng hay, càng tiến bộ lên, tức là có một cái sự là tập luyện không ngừng. Ở đây không phải là tiến bộ gì cả, mà là một cái góc trong cô ấy mà mình chưa khai phá từ xưa tới giờ. Đó là anh thấy, tại vì từ xưa anh để ý Hà từ lúc mà hát từ tiếng tới đồng, từ lúc bé luôn, lúc mà chưa nổi tiếng, lúc mà chưa gọi là ca sĩ nữa. Thứ nhất là nó quên, có vẻ là cảm giác ao đi. Ok rồi. Năm nay thì Hà vẫn sẽ làm chia làm 3 phần giống như là năm ngoái. Tuy nhiên là cái tinh thần nó khác, đó là phần 1 hoàn toàn là những ca khúc của Hà. Phần 2 thì là những ca khúc mà Hà yêu thích từ trước và cũng trở thành những cái câu chuyện và nó cũng gắn với những cái kỷ niệm của mình. Và phần 3 thì là những bài hát thời bây giờ, các bạn trẻ và Hà xin được cover lại. Có những ca khúc mình rất thích nhưng mà chưa chắc mình là có thể thể hiện tốt được ca khúc đấy. Vì vậy mà Hà đã lựa chọn không những là những ca khúc mình thích mà nó còn phải phù hợp với mình. Và lần này thì Hà nghĩ rằng là Bang Bang vẫn là một màu chủ đạo, bởi vì là có làm mới một cái phần jazz hơi samba ở đầu một chút, rất là khó. Nếu mà đánh đồng phải đánh là đồng cũ. Xong rồi đánh từ cái xe là vô đúng bài luôn, hiểu không? Ok. Samba không đánh đồng ha. Anh quên lên xe là em hát ngay khi ta ra trốn công viên à? Rất là áp lực, không phải là bài hát của Hà, hầu như 70% là bài hát của mọi người, nên là nó chưa thể ăn vào máu của Hà được, nên là Hà cần phải tập luyện và nghe tới nghe lui rất là nhiều lần để tìm cho mình một cái phương án bằng cái câu chuyện của mình để truyền tải tới khán giả. Hà hát sẽ hát những ca khúc hit rất là nổi tiếng, thuận lợi. Thứ nhất là đó là những ca khúc rất là hay và những cái thời kỳ gọi là phải nói là vàng son của âm nhạc Việt Nam, nhưng mà nó cũng có một cái khó, đó là tại vì những ca khúc đó là do những ca sĩ nổi tiếng hát rất là hay rồi, cho nên là hai anh em cũng phải ngồi phải tính toán với nhau làm sao để mà đưa được cái chất riêng của Hà. Phần 2 đó chính là trang phục. Bởi vì Hà là người mặc trên sân khấu và là người thể hiện trên sân khấu, nên là Hà hiểu Hà nhất. Trong hơn 10 năm qua, Hà hiểu rằng là như thế nào là Hà tự tin nhất và như thế nào là lãng mạn nhất. Vì vậy mà nhà thiết kế Công Trí hay là Lê Quý Khánh hay là Quy Quân đều cùng với Hà ngồi xuống và dựa trên tất cả những ý tưởng của mình.
để mọi người từ đó phát thảo thêm những cái sự tinh tế của tất cả các nhà thiết kế. Với lần này thì sẽ khác với lần trước là ba bộ màu câu vàng, và lần này thì ba bộ màu silver bạc trắng. Nhưng mà một là khá đơn giản, hai là nó hoành tráng. Bây giờ thì Hà đang rất là đau đầu giữa hai cái váy của Julie Polly, không biết là chọn cái nào, một cái rất là rực rỡ, một cái rất đơn giản. Và hy vọng Thư sẽ làm cho Hà bỗng nên nữ tình. Chắc chắn là chọn cái này. Cái đuôi không dài vậy đó. Ok. Và đến phần thứ ba là chính là sân khấu và phần mỹ thuật, những cái màn hình diễn show. Thì Hà cũng muốn giữ nguyên cái linh hồn của lớp son một, nhưng cái sân khấu đơn giản thì nó sẽ gần gũi hơn so với lớp son. Hà không muốn có bất kỳ một cái sự quá đầu tư nào hay là hỗ trợ nào từ phía nhóm múa hay vũ đoàn. Cuối cùng của Hà cùng với ban nhạc, và hy vọng là mọi thứ sẽ ra tốt đẹp. Đến nay là còn chưa vui một đời là anh có thêm. Còn chưa gì xưa mình đã thêm. Em nó cũng nói cho anh đã yêu. Rồi tiếp tục bài sau luôn ạ. Bài này dành cho tất cả những vấn đề sau khi trên anh nghỉ yêu ạ. Là ai được đầu vào mới và không được đầu. Cái bài số một tí xíu mà hay hét cho lên đây hét đấy. After this is part 2 and then we don't click around 5, 6, 6. Ok, I'll check. Mà lần này thì một điều đặc biệt là chính là ngoài ban nhạc thì sao thì Hà có mời anh Roland ở Mỹ, người đã chỉnh âm thanh cho rất là nhiều những chương trình ca nhạc nổi tiếng, và đã giúp cho Hà cái tour diễn lớp song tại Mỹ được rồi, nên là Hà đã có dịp và mời anh về đây để chỉnh âm thanh cho Hà, và Hà tin chắc là ngày mai mọi người sẽ rất đã với phần âm thanh. Một nick của background vocal check giúp chị. Mai. Khi mà hát về với chị Hà thì cảm giác rất là thăng hoa, tại vì thực sự những ca khúc của bài hát chị Hà thực định. Thật sự là như thế, mình nghe và đúng là rất là vui khi mà năm nay lớp son đã được trải dài nhiều nơi hơn và được rộng ra so với cái mô hình của năm ngoái, đã được cháy vé từ trước một tháng khi diễn ra, và đến gần những ngày cuối cùng thì phải tăng thêm cái số lượng ghế. Lớp son thì không thể nào là một cái mô hình vài ngàn người được, bởi vì nó là một mang tính chất tự sự, vì vậy mà hàm mang giống như một cái không gian của phòng trà, nó lớn hơn phòng trà thôi, và tính chắc là ngày mai mọi người sẽ rất đã được phần âm thanh.